Rồi. Chào các bạn, hôm nay đến Kinh Ngục Vũ Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm con món con gà giả cầy các bạn ơi. Con gà giả cầy giờ mình phải thui, nãy mình thui mình tính không quay lên cho các bạn coi, mà thôi giờ lỡ mình quay luôn. Thua cũng chưa tới nhưng mình thui lợi nha các bạn. Các bạn ơi, cái này mình thui cho nó tôm mỡ ra nha, tôm mỡ ra thật cái miếng thịt nó mới thơm nha các bạn. Này nãy là mình thui chưa tới chứ mình thui lại nè, cho tôm mỡ ra xíu đó. Nhưng mà khéo đừng cho nó nứt da nha, với cái phần nào mà đừng cho cái da nó đen quá nó không ngon. Mà mình chia sẻ một điều nè, các bạn làm gà giả cầy á là nên lựa những con gà già nha các bạn, chứ gà tơ là mình làm không được, tại gà tơ mình làm mình nấu lên cái da nó rụt mì mèo à. Còn gà già mình nấu lên thì cái da nó rất là giòn, giòn và mà thơm lắm nó. Cái đó là bí quyết như vậy nha. Rồi bây giờ nó đã vàng hết tất cả rồi các bạn, các bạn thấy không, gà bây giờ nó vàng hết rồi. Bây giờ là mình tiến hành mình chuẩn bị mình mổ nó ra thôi đó. Còn quên nữa, giờ trước tiên mình phải trà xả cho cái da nó thơm các bạn, da thơm với nó hết qua cái lớp đen ở thui ở ngoài ra nha. Xong mình trà lá xả mới thơm. Món này ăn là cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Không, trà xong thấy gà vàng ra hết đen rồi. Đến phần trà xả thì thôi là mình đã nghe nó bốc mùi xả và mùi rồi mình thui gà lên nó thơm nực nồng rồi các bạn, thơm lắm, hấp dẫn ghê luôn đấy. Các bạn trà xả cho kỹ nha các bạn, trà những phần đen nó ra sạch luôn, nó còn lại lớp đen nó không còn nữa, nó còn lại những cái lớp da vàng thôi nha, như vậy là mới đạt đó các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ cái phần trà xả mình là ok xong rồi nè, thấy không? Bây giờ mình chuẩn bị rửa sạch rồi mổ thôi nha. Đến phần mổ này mình sẽ tua cho máy chạy nhanh các bạn, để cho nó đỡ tốn thời gian hơn, để cho các bạn xem cho nó nhanh hơn nha. Trying out and showing off, so flashy, don't.
killing the mood. Will you be in so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your knife. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Will you killing the mood? Will you be in so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your knife. Out of my sight. Get out of my way. Đây là những món gia vị để mà kèm theo dành cho món nấu gà giả cầy nha các bạn. Đó là không thể thiếu được, đó là sả nè, dưa nghệ, củ nghệ là củ nghệ tươi các bạn. Với một trái đu đủ. Đó là ba món, đó là ba món chính. Đúng ra là mình có thêm củ mì nữa, nhưng mà củ mì giờ làm biển đào quá nên mình không có nấu vô. Thôi không có củ mì cũng không sao. Ba món này là cũng tạo thành một hương vị rất là tuyệt vời rồi, ngon rồi. Rồi củ nghệ sau khi mà mình gọt vỏ ra rồi mình rửa sạch. Có người thì thích đập dập, còn mình thì mình thích cắt hơn, cắt lát mỏng gì dày hơn đó. Ai muốn đập dập cũng được, phải không? Ai muốn cắt thì cắt, đó là tùy theo ý thích của mọi người thôi. Rồi bây giờ mọi công tác chuẩn bị mình đã xong, bây giờ mình tiến hành mình nấu đây. Trước tiên là các bạn phải bắt chảo lên cho nóng nha các bạn. Bắt chảo nóng lên xong các bạn mới được chế dầu vô. Làm bất cứ gì cũng vậy, phải để cho chảo nóng nha. Rồi đây là cái rổ thịt của mình đây. Đó, các bạn thấy ngon không? Mình thấy thèm lắm á, quá tuyệt vời. Tuy là còn sống nha. Bạn chờ cho chảo nóng mới được chế dầu nha các bạn. Bây giờ mình đi tập tỏi đây, nhưng mà phần của tập tỏi mình không quay cho các bạn xem được, tại có mình một mình nữa các bạn ơi. Tập tỏi mình phi dầu các bạn đó. You got
Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude.